chế độ dinh dưỡng không hợp lý như ăn ít rau và hoa quả tươi, ăn nhiều chất béo, ăn mặn và uống nước ngọt có ga làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư và đái tháo đường. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ bao gồm 12-14% protein, 15-18% lipid, 68-73% glucid, vitamin và các khoáng chất cần thiết khác. Hãy đảm bảo một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các em nhỏ ngay từ hôm nay bằng cách ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi, hạn chế thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh, thức ăn có nhiều chất béo và đường, hạn chế đồ uống có ga, không ăn quá 5 gram muối mỗi ngày để phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm trong tương lai.